căn nhà cấp 4 ở ấp Bình Hòa Long, xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Đó, đường này là đường xe ba gác nha. Đây lên thẳng lên trển 50m là mình tới đường Lộ Đình nha quý anh chị. Ha. Rẽ tay trái mình về quốc lộ 50 tầm khoảng đâu đó 1 cây số. Nhà thì sổ chung với nhà liền kề. Bây giờ quý anh chị mua thì cắt ra. Đó, đụng mép nhà bên đây nha quý anh chị. Đó, ngay ở đây có cái lằn ranh giữa hai nhà nè. Có lằn ranh luôn. Đó. Nhà thì nội thất cũng rất là có giá trị nha quý anh chị. Rồi để em vô nhà cho quý anh chị mình xem luôn ha. Đây. Nhà mình nền cao ráo, dán gạch tới nóc gần tới nóc luôn nha quý vị. Chưa có đóng la phong nhưng mà rất là sạch sẽ. Nhà đẹp, mới cất khoảng đâu đó 1 năm. Đây. Đó. Phòng ngủ thứ nhất nè. Rồi phòng ngủ thứ hai. Rồi. Đây là phòng ngủ thứ nhất nè quý anh chị. Phòng ngủ thứ hai nha. Đó. Đây là mặt tiền phía trước nhà mình ha. À, địa chỉ của thửa đất mình là ấp Bình Hòa Long, xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.